À, tuần sau Đó. ạ. Đã được một tuần rồi ạ. Ồ, ai thế? Tuần sau mới bắt đầu học ạ. Thu được một tuần rồi. Thu. Dạ quý ạ. À, bạn Lê Quý đúng không? Ok, sướng quá nhỉ. Nó Dạ học vâng ạ. offline rồi, ông rồi ngon lành. Quá ngon, quá ngon. Đã từ được một tuần rồi, thế được được nuôi lẩu nó chưa? Trong lớp. Chỗ bạn Quý ở như bạn vui nhỉ? Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ em phải chuyển đây. Em xin phép thầy một tí ạ. Ừ. Thế à, hiện tại thì trong lớp mình có nhiều bạn là chưa điền vào Gmail trong danh sách ở trung tâm này. Thế thì em xin phép thầy một vài phút để em gửi cái bảng tính xong rồi là mọi người sẽ điền điền Gmail của mình vào trong này để trung tâm tiện mà liên lạc nhé. À, ok, được rồi. Đây, em gửi. Ta đi ngủ điền nhanh các bạn nhé. Mọi người tranh thủ điền nhanh vào trong cái bản này đấy, mình đã mở hết rồi, mình đã mở quyền chia sẻ rồi đấy, mình mở, em cập nhật quyền chỉnh sửa đấy, thì mọi người vào nhanh chóng vào file này để điền điền những cái Gmail của mình, tất cả mọi người đều điền nhé, kể cả mình có điền rồi cũng điền lại. Ngoài ra thì các bạn bật hết cam lên thì mình mới điểm danh được nhé. Ai không bật cam thì mình sẽ không điểm danh, trừ những bạn mà đã được xin phép từ trước. Mọi người bật hết cam lên đi ạ. Bật lên cam lên để mình có tương tác với thầy nào. Lê Ngọc Quý, Nguyễn Xuân Lực, Nguyễn Thu Hà, Việt. Các em ơi, bật hết cam lên để mình có tương tác với thầy nhé. Lúc mà chúng ta đọc đồng thanh ấy thì anh sẽ là người quan sát khẩu hình của các em để xem là thầy bảo đọc đồng thanh nhưng mà ai không đọc mà anh lại ngồi chơi là mình sẽ nốt lại. Các em bật hết lên đi. Đấy, em cảm ơn thầy ạ. Ok. Rồi. Nào, hôm nay thực ra các bạn ạ, hôm nay thực ra thì mình sẽ đi tức là gì? Hôm trước là vì ta chưa nhiều thời gian để ta có thể điểm qua những cái thủ thuật khi ta làm bài ấy, cũng như là để các bạn có thể hình dung rõ hơn về những cái chiến lược ta làm bài với chữ ngữ pháp mà ta cần khi mà làm những cái bài như là bài ở bài phần part 1 này, là phần mà phần hình ảnh đúng không? Trong bài thi TOEIC này. Rồi part 5 là phần reading về phần ngữ pháp từ vựng này. Thì nay thầy sẽ hướng dẫn cho bạn một số những cái chiến thuật này và một số những cái lưu ý về ngữ pháp trước nhé. Vì là đi nhỉ, nó quan trọng là ta phải có kiến thức nền đúng không? Rồi. Sau đấy là ta sẽ bắt đầu thực hành những cái như là nhắc lại từ vựng này, rồi chữa các bài tập này. Đó thì ta là gì nhỉ? Sẽ cố gắng để ta đi nhanh phần này. Rồi, thầy sẽ share bạn một cái slide như thế này. Bạn phải tắt cam nhỉ. Ok. Xem nào. À, hôm trước các bạn đã về nhà đọc thêm những cái tài liệu gì về về đi nhỉ? Có tìm hiểu thêm gì bên ngoài về bài thi TOEIC chưa? Hôm trước là mình đã tính cho bạn là các bạn khoảng được bao nhiêu câu rồi thì sẽ đạt số điểm là 450 đúng không? Có là nhớ không? Bao nhiêu câu nhỉ? 90 91 ta sẽ đạt từ 91 câu trở lên đúng không? Đó, để chắc ăn là phải 91, 92, 93. Đó, những câu từ con số 91 trở đi. Để đạt cái con số điểm là như thế. Tất nhiên là gì ạ? Tất nhiên là không ai mà muốn là chỉ có điểm khoảng 90 đúng không? Bao giờ cũng muốn là mình phải nhận 100 trở lên chứ. Nhưng mà gì ạ? Đó là con số mà ta nếu mà bạn nào thực tế đúng không? Nếu bạn nào ví dụ không thời gian đi thì ta có thể nhắm đến con số đấy nhá. Ví dụ các bạn bận quá là sau đó mà không có thời gian để là đầu tư nhiều như các bạn khác. Nhưng mà thực ra thì mình cũng không nghĩ là các bạn cần quá nhiều thời gian trong một ngày. Trước đây mình mà ôn thi TOEIC ấy, thì mình dành mỗi ngày khoảng độ nửa tiếng thôi.
để chú trọng vào hai cái là từ vựng và ngữ pháp. Đấy. Thì nó không quá là đâu. Quỹ thời gian của bạn khi là sinh viên đúng không? Thì mình tin một ngày dành nửa tiếng vào nó không phải cái gì quá đáng cả. Đó. Rồi. Nào. Mời bạn vào đây nhé. Rồi. Thì đầu tiên, nếu mà bạn nào mà vẫn còn hôm nay vẫn còn chưa nắm được cái cấu trúc của bài thi ấy, đúng không? Thì thầy sẽ nói lại phần một chút này. Để là vì 450 nên là có lẽ đôi khi là các bạn cái phần mà phần cấu trúc cụ thể thì các bạn lại lại đôi khi lại quên. Đây nhá. Đây. Thì đây là phần của cấu trúc này. Tí nữa thầy sẽ gửi cái slide này cho. Nhưng bây giờ thầy nói qua một chút về cái phần hôm nay mà ta sẽ đi cụ thể phần chính á. Đấy. Hôm nay thì các bạn sẽ được thầy đi qua cái phần mà cùng thầy đi qua phần part 1, đó là cái phần mà sao câu hình ảnh. Đấy, thì tí nữa ta sẽ cùng phân tích là sao câu này thì nó cùng những dạng gì này và ta sẽ dùng cấu trúc ngữ pháp thế nào để khi ta nghe cũng như là ta sẽ có những cái bước làm bài thế nào. Và nữa là gì ạ? Là part 5, part 5 nhé. Là câu hỏi đây, câu hỏi độc lập. Đấy, phần này là phần mà các bạn sẽ thử thách cái khả năng từ vựng ngữ pháp của mình. Thì tí nữa thầy sẽ share bạn những cái site mà các bạn về nhà các bạn có thể tham khảo để học từ vựng. Rồi. Bây giờ. Đấy. Đó, ta đều biết là phần này là 6 bức tranh rồi đúng không? 6 hình ảnh rồi này. Và mỗi hình ảnh các bạn sẽ được nghe 4 đáp án. Đúng không? 4. Đấy, 4 different answers. Những cái phần mà phần này thì khi nào vào đề làm cụ thể ta sẽ có cái biết cái dạng đề. Rồi. Thì ở part 1 này, khi mà ta có 6 bức tranh thì ta sẽ có những cái phần như sau. Bức tranh thì thường thường là gì ạ? Nó tả người hoặc vật. Và lưu ý nhá là thường thường ấy thì cái số lượng mà tranh tả người bao giờ cũng lớn hơn. Đó, ví dụ như thầy mày thấy đi đợt trước đi thi 2 lần thì nó là có 5 một lần là có 5 bức tả người này. Năm bức là có người này và một cái là chỉ vật. Phần thứ hai thì là nó sẽ là hai vật đấy và bốn người. Thì cái quy tắc mà để ra bài ra đề thi thì tôi cũng chả biết, nhưng mà các bạn là nó sẽ có những phần mà gì các bạn có thể tập trung đúng không? Kỹ hơn về cái phần người một chút, về vật nhá. Thường thường bức tranh mà tả vật nó sẽ khó hơn so với tả người đấy, nó sẽ trải qua hơn một chút. Đấy, bước làm bài này, những phần này nhá. Bước đầu tiên này là các bạn cần phải nắm được đúng không ạ, là các bạn cần phải 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 identify đúng không? Identify the theme đúng không? Thì viết rồi thì anh nhá, thì các bạn có thể là step one ta học từ vựng luôn. Step one, nhớ là khi mà thầy nói nhá thì hãy cố gắng nhẩm lại từ vựng vì nó giúp bạn phát âm rõ hơn và chính xác hơn đấy. Step one, identify the theme, hay là mình ví dụ mình có thể topic cũng được, topic of the picture. Đấy, cái từ identify là từ nhận diện dạng đấy. Rồi thứ hai là các bạn sẽ để ý là đây đấy, step 2, dự đoán cấu trúc không, mọi dự đoán cấu trúc công tả này thì ta sẽ có từ là predict đấy, predict. Đấy. Structure. That describes what? Đấy. What's in the picture? Hey, the structure that describes what's in the picture. And the last one. Step 3. Rồi. Ở đây mình không dùng từ mình dùng guess the words. Đó, dự đoán từ phần từ vựng. Rồi, dự đoán thế nào? Ta lát nữa ta sẽ thử làm nhé. Rồi, ok. Nào, đó là bước này. Đi nhanh qua phần này. Rồi, bây giờ những cái mà cái picture đúng không, mà nó có gì có people trong đấy đúng không nhỉ, thì nó sẽ có đặc trưng gì này đó, và đặc trưng như vậy thì các bạn sẽ làm bài xử lý bài như thế nào nghe nhá.
Rồi. Trong hình một hoặc nhiều người thì đơn giản, đúng không? Cái thứ hai, khi mà trong hình có bao nhiêu ạ? Là một hoặc nhiều người, đúng không? Hoặc là ví dụ một người thôi, thì đáp án thường thường nó sẽ chỗ có cái chủ ngữ chung chung thế này là the man, the woman, he, she. Đó. Nghĩa là thì dễ thôi, mình tin là các bạn không có gặp vấn đề gì khi mà nghe những cái từ vựng này cả, đúng không? Nó quá đơn giản. Cái nữa là gì ạ? Là khi mà ví dụ có một người hay một nhóm người đi, đương nhiên là gì, cái mà đáp án ta tìm sẽ là gì, cái miêu tả hành động của nhóm người trong hình. Tất nhiên là sẽ có những có trợ dạng biến tấu nữa, mình biến tấu thế nào hôm sau ta sẽ đi đi sau. Rồi cái phần quan trọng nhé, phần quan rất là quan trọng khi mà ta trong tranh tảng người này, mọi người này đương nhiên là ta phải dự đoán, ta phải phải có được cái gì, cái kiến thức về việc là gì, cái thì mà người ta sẽ dùng. Và thì đúng không, thì ấy, thì cái điểm mấu chốt của thì là chính là động từ, đúng không? Ví dụ thì hiện tại bạn chọn từ thế nào này, nó khác với thì là diễn ở chỗ nào, thì đó sẽ là cái khác biệt giữa hai cái nhé, là cái thì của động từ. Cái nữa đấy, tương tự như nãy là gì ạ, là ta đoán từ vựng cái động từ trong đấy. Đấy, ví dụ các bạn đang nhìn thấy một người mà đang, ví dụ nhìn thấy thầy đúng không, mà đang ngồi dùng máy tính hạn đi, thì là cái động từ sẽ là gì ạ, đúng không? Ví dụ động từ là use the computer, hay là ví dụ typing, hay là những từ kiểu như vậy. Đó, để ta biết gì ạ? Là ta biết chính xác là ta đưa ra những cái diện, những cái possibilities, đúng không? Những cái khả năng khác nhau. Đó, những cái different choices of words. Rồi. Thì có một cái mà thầy thống kê ra ở đây là gì? Là khi mà các bạn nhìn hình cả người nhé, thì trong cái đáp án của nhé, trong cái đáp án ấy chứ không phải là trong cái những cái lựa chọn, tức là cái đáp án đúng của cái bức hình đấy, trong cái phần miêu tả đấy, thường thường nó có hai dạng theo như này. Tức là gì, khi mà các bạn nghe thấy hai cái dạng động từ kiểu này đó, là be cộng với lại ing verb này, be cộng verb in đấy, và have has cộng với verb bar, thì diện khả năng cao, tức là cái thường thường nhá, phần lớn là gì, cái đáp án chính xác nó sẽ có dạng động từ như thế này, đúng không? Thì ta sẽ có một cái ví dụ minh họa. Rồi bây giờ B cộng B thì quá rõ rồi, là thì hiện tại gì đấy ạ? Chú Đạt nào. Đạt ơi, alo. Thế Đạt nào. Ok, nào bây giờ với cái B cộng với lại cái verb ing này ấy, verb ing này ấy, thì em theo cái nhận diện của em đây là thì gì đấy? Em thấy là thì đâu bị sẽ em quên rồi thầy ơi. Rồi, nào qua giúp bạn được không? Anyone? Can help him? Anyone? Hiện tại em diễn là thầy. Ok, nào. Đây sang bảo hiện tại em diễn đúng không? Qua bảo có ai ý kiến khác không? Vâng. Các bạn sang có ý kiến là hiện tại em diễn này. Anyone else has a different idea? Nope. Thì tương lai thầy. Tương lai gì? Tương lai gần. Nào, được rồi, nhưng mà trong khuôn khổ thì TOEIC đúng không? Thì em nghĩ là nó liên quan đến tương lai khi mà tải ảnh không? À, đúng không? Ta đang nói chuyện diện là ta khi nãy hồi mình có nói bạn rồi là gì? Ta miêu tả cái hành động đang xảy ra trong bức tranh đấy đúng không? Đấy, thì đây là gì? B cộng một anh lại tiếp diễn mà miêu tả đúng không? Cái action đúng không ạ? Của cái people trong cái bức ảnh đấy thôi. Có gì đâu. Nhẹ nhàng đơn giản mà. Rồi, bây giờ sang đến have has trong bước 3 nào. Anyone? Nào. Raise your hand or turn your mic. Nào, có mạnh dạn đoán thôi. Nếu chưa chính xác thì ta gì ạ? Ta lại. Hả? Hiện tại hoàn thành. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nào, thế các bạn nào nhớ là hiện tại hoàn thành thì chức năng đầu tiên của diện nó là gì không? Chứ còn kinh điển về hoàn thành mà bạn hay đọc trong sách ấy, là gì? Là một hoạt động diễn ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại. Ok. Rồi. Wow. Ok, nào, hiện tại tiếp diễn thì hiện tại hoàn thành đúng không ạ? Thì đơn giản là khi mà trong sách người ta sẽ bảo các bạn là ai đó làm gì đúng không? Trong quá khứ rồi. Kết quả đấy của hành động đấy đúng không? Thì nó còn ảnh hưởng hiện tại. Nó nghe là như vậy thôi nhưng căn bản thì đó, tí nữa ta sẽ thử, tí nữa ta sẽ biết là trong ảnh thì người ta dùng cấu trúc này thế nào nhá. Ok.
Đó, thì bây giờ có hai cấu trúc này rồi, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ có cái định hướng tốt hơn khi các bạn làm bài và nghe đáp án. Ok. Next one. Đó. Bây giờ ta sẽ tập đầu tiên nhé. Đầu tiên của ta là ta sẽ tập thử để ta xác định cái theme của cái topic của cái picture này thử nha. Rồi, thế các bạn nghĩ thì là đây rõ ràng là gì ạ? Cái bức cảnh tảng người. Nhưng có hai người chỉ nhìn thấy rồi thì đương nhiên đây là cái tảng người không phải tảng vật nữa. Đó. Rồi, thế các bạn theo các bạn thì là cái topic của bức ảnh này nó sẽ là cái gì? Ta biết rồi chuyện. Hả? Ừ, ok. Tốt, có một cái chủ đề ở đây là conversation đúng không? Thì ta nhìn thấy là có vẻ hai người này đang làm sao? Đang they are. They what? Talking. Talk. Ừ. Ok. Đầu tiên topic đúng không? Có thể là conversation. Đấy, hội thoại đúng không? Đấy, hội thoại, trò chuyện. Cuộc trò chuyện. Alright, and các bạn nhớ dạng nghĩ ra ngay là từ talking, ok. What is, are là is và là are đấy nhá. Ta ghi thiếu từ đây. Rồi, are cộng với talking. Ok, ngoài talking ra các bạn thì còn có đáp án nào thả thiệt cho em? Như này xem. Bạn nào ở đây? Hả? Maybe. Phỏng vấn ạ. Tuy nhiên có một cái lưu ý nhá. Lưu ý này. Tại sao biết là ở đây là người ta đang phỏng vấn? Đúng không? Em dựa vào cái gì? Đúng không? Đấy, em dựa vào cái gì? Người ta đây có rất là nhiều cái đáp án và không ai có thể khẳng định nhìn vào cái ví dụ em bảo là gì nhá. Ví dụ em bảo là đáp án này ở đây là phỏng vấn. Thì bạn bên cạnh bạn là tức là hai người bạn người ta hàng huyên tâm sự thì sao? Đúng không? Hoặc là mẹ con gái ngồi đánh lên. Chị em họ ngồi đánh lên. Đúng không? Lưu ý một cái. Người ta không bao giờ đưa ra những từ vựng mà nó quá là chi tiết và tả cái hành động đặc thù nhá. Bởi vì đại diện chung chung mà đúng không? Như vậy talking đúng không nhỉ? Đấy, talking. Đó. Bao giờ cũng sẽ là đáp án khả thi đúng không? Chứ không phải là interviewing. Trừ phi mà ví dụ có một cái bức hình nào mà người ta rất là rõ ràng là interview đấy luôn ấy thì đấy là khác, nhưng mà là gì ạ, không có cái gì manh mối nào để ta khẳng định đúng không ạ. Đấy, nên là gì ạ, đương nhiên nó phải là talking, tại vì nó chung chung đúng không, ai đang cười với nhau đương nhiên họ đang talk rồi, không cãi được vào đâu cả. Ok, nào ở ngoài talking ra thì các bạn để ý là cái thái độ của họ như nào, họ miệng họ làm sao đấy, rất là niềm nở ạ. Không, ở đây ta không bảo là không niềm nở gì cả, cái hành động mà nó các bạn nhìn thấy bằng mắt luôn ấy, chứ không phải là suy đoán, suy luận, hiểu không? Nào, thế họ đang nhìn cái miệng họ nào đây? Cái miệng họ làm sao đây? Smile. Đúng xác, đúng không? Họ đang làm sao? Họ đang cười. Nhìn thấy rõ ràng họ đang cười với nhau mà. Họ thì cũng làm mặt khác, thì khác là gì? Họ đang, they are làm sao ạ? À, đúng không? Vậy là they are. Are smiling? Đúng không? Đấy. Cái này nhìn vào không ai cãi được cả, rõ ràng cãi được cả. Thế ít nhất là như vậy còn khả thi rồi đấy, thì đó là những đáp án khả thi đúng không? Rồi các bạn thấy có để cái gì ạ, họ đang ngồi đâu không, ngồi trên cái gì, chair, đúng rồi, chính xác đúng không, chính xác, đó là khả thi nhất đấy. Các bạn nhìn thấy rõ ràng không, tôi cãi vào đâu đúng không, họ đang ngồi gì ạ, ngồi gì ạ, cái chairs đúng không. Right, they're sitting in chairs. Nhớ đây không phải là on chairs nhé, không phải là in chairs. Đúng không? Ở đây hai cái chair này nó được xác định là hai cái không gian rồi. Đúng không? In chairs không phải on chairs. Ok. Như vậy là gì ạ? Rõ ràng đáp án khác vẫn là gì ạ? They are đúng không? Đấy. Hoặc là ví dụ the two women are đúng không? Sitting in chairs. Đó. Như vậy là có đáp án khác này. Để các bạn hiểu là ta thường thường ta sẽ đi khai thác theo hướng nào đúng không? Những cái gì hiển nhiên ở trước mắt của ta, ta sẽ đi tìm. Đấy, ví dụ the two hoặc là they đúng không? They are sitting in chairs. Đó, đây là những kinh nghiệm và những đáp án khả thi. Và khi gặp những bức hình tương tự đúng không? Các bạn hoàn toàn có thể triển khai theo hướng như vậy.
Tất nhiên không phải hình nào cũng ngồi nói chuyện thế này để bạn đoán đâu, nhưng mà nó sẽ gì ạ? Là đi theo hướng hiển nhiên. Đấy. Rồi. Đó là một số đáp án gợi ý nhé. Ở đây này, ta sẽ có một số đáp án để các bạn có thể. Đấy. Này sẽ sửa là thành in chairs, không phải on the chairs đâu. Rồi. Nào. Bây giờ đây. Anh muốn các bạn sẽ tìm cho mình hộ, tìm hộ mình nhá. Ở đây là phần mà phần động từ. Nào, ở đây này thì là ta sẽ có phần hình ảnh này. Và mình sẽ muốn các bạn là đây, ok. Trong khoảng thời gian là mấy phút các bạn sẽ breakout rooms xem nào. Xác định những cái động từ của nó. Rồi, để ta sẽ có nhóm đông đông một tí nhé. Ta làm nhanh phần này một chút. Ta không... Rồi, các bạn nghĩ là... Ok. Bạn nghĩ mình sẽ là... Sao bạn làm host nhé? Thành ra bạn ở ngoài thì đã nhé. Nào, bạn tranh thủ chụp ảnh lại cho màn hình đi. Chụp lại chưa? Ok chưa? Nếu rồi thì các bạn phải vào nhóm của mình rồi đấy. Ok. Cái này tương đối dễ nhá. Mình sẽ cho các bạn thời gian ở đây là... xem nào. Ok, 3 minutes. Ok. 3 minutes.
Nào. Ok. Thầy ơi. Vâng, sao ạ? Lúc nãy em giờ thầy biết mấy cái ý về bài ạ, xong rồi thầy dưới tiếng Anh ạ, nhưng mà thầy gửi thầy để chế độ không phải để tất cả mọi người đâu ạ. À thế ạ? Không sao, tí nữa thầy sẽ. Ủa? À ok. Ồ. Rồi, nãy lại không để phần này. Ok, được rồi, không sao đâu. Em ở cái phần đấy không sao đâu. Cái trong cái slide ấy, thầy đã có ấy hết rồi. Slide thì đã thầy gửi các bạn hết rồi. Nào, các bạn thấy cái bài tập mà tìm động từ này nó có đủ khó không? Dễ đúng không? Này, không thể làm khó bạn được nhỉ. Ok, ta đi nhanh nào. Rồi, theo các thanh niên thì là đầu tiên với cái từ mà từ là on the phone, right? The woman is on the phone. Cái đơn giản nhất là cái gì đây ta? Talking. Talking, yeah. Rồi. And what about the woman is high heels? Wearing. Rồi. Nào, vậy cái của the woman is, các bạn thì từ gì? Phần này không có gợi ý nữa đúng không? Các bạn sẽ cần phải tìm cho mình một cái cụm từ nào, một câu hoàn chỉnh có đằng sau cái phần từ ngữ đằng sau ấy. Đấy, dựa vào hồi nãy ta đi qua cái phần gì ấy, là nhìn thấy những cái hiển nhiên đúng không? Nào, ở đây thì mình có ba ý rồi đúng không? Phone rồi này, sofa thứ rồi này. Nào. Bây giờ nào. The last one. Nào, tìm cái hiển nhiên. Smiling. Ngoài ra còn gì khác không? Smiling thì dễ rồi đúng không? Smiling hồi nãy ta làm rồi. Holding a card. Cái gì cơ? Holding a card. Nào, khác nào? Cái nào? Khác đâu? Cái cầm ở trên tay ạ. Đó, cô ấy đang giữ một cái thẻ. Em nghĩ thế. Rồi. Cái gì nữa không? Hoàng Nghị. Having a great time. Having a great time hả? Cái này không. Holding the phone. Cái này thường thường người ta sẽ không đưa vào cái gì nhỉ? Tại vì người ta sẽ không đưa vào cái đáp án của tôi kìa. Tại vì having a great time là em phỏng đoán. Hiểu không? Đó là em phỏng đoán rồi. Người ta thường thường người ta sẽ không đưa phỏng đoán, người ta sẽ đưa ra cái gì ạ? Cái hiển nhiên. Nói rồi mà. Cái hành động này đúng không? Cái hiển nhiên ở trong cái ước hình này. Talking là đúng này đúng không? Nhưng mà nếu mà mình bảo having a good time là chỉ là sad là happy gì đúng không? Thì nó sẽ là phỏng đoán. Ok, được rồi. Cái phần khả năng này đúng không? Ta sẽ đi sang sau nữa. Ok, what about this guy? Now, what about this guy? Nào, cái đầu tiên là dễ nhất đúng không? The man is on his notebook. Nào, mình muốn một số bạn khác nào. Nãy giờ mình là... Looking on nè. Hả? Đây, muốn số anh bạn khác nào. Looking cho on. Mình thử đáp án xem nào. Ví dụ như là... nào. Ở đây nào, mời Thanh Thủy xem nào. Cái Thanh Thủy thì đầu tiên là on the là gì ạ? On his notebook thì tao từ gì được? Em nghĩ là writing. Ok, đó là một đáp án nhé. Writing đúng không? Nghe được. Đúng không? Nào, writing and ngoài writing ra nào, mời Thám nào. Ví dụ mà gì nhỉ? Number 2 là the man is. Ở đây mình có từ keyboard. Nào, khi nói từ keyboard thì là em sẽ liên tưởng ngay từ gì? Type. No, nó hỏi Thắm mà. Type. Type là gì đây em? Nào, bật cam, bật mic lên đi. Nào, what is type? Hiện tại thì em chưa nghĩ ra từ khác ngoài từ đấy ạ. Nhưng mà type đây nghĩa là gì? Gõ ạ. Ok, rồi. Một cái từ ta cái từ gần nhất thôi. Nó không phải là diện, nó phải trời đất gì đâu bạn ạ. Không phải thần thánh gì là lắm đâu. Những cái mà đáp án bình thường nó giản dị thôi là có thể đấy. Well, the man is typing on the keyboard. And now, 3. The man is at the table. Cái này có vẻ sẽ học một chút. Table. Vì cái này có nhiều đáp án hơn một tí. Nào, mời Lê Sang nào. Lê Sang có đáp án gì không?
at a table. Em chưa có đáp án thế. Ừ. Rồi các bạn nào bổ sung được cho bạn Khang này, cho bạn Sa không? Có thể sai được, miễn là tao nghĩ được gì đó thôi. Là ta rèn khả năng đoán đã. The man he put hands at the table. Nào, ai vừa nói vậy? Em. Who? Quân ạ. Okay, Mr. Quân đoán là gì ạ? Quân's guess. Đặt tay ở trên bàn. Đặt tay trên bàn. Ok, đó là một cái khả năng nữa đúng không ạ? Tốt, đúng rồi. Nhưng mà các bạn là gì? Em vừa là put ý. Hand ạ? Ok, the man làm sao? Thì là thì gì? Putting hand gì ạ? Ok, thiếu gì không? His hands nhé. Yeah. Ok, the man is putting his hands on the table. Các bạn ở đây thực ra này đáp án có thể là gì ạ? Ở đây là gì ạ? Em nếu mà em dùng cái từ đấy nhé, em phải là dùng là on the table. Nhá, tại vì gì ạ? Bàn này, tay trên bàn nhé. Ở đây là at the table, nó là khác nhé. Nên là at thì không thể dùng là putting hands được. Không đúng. At là chỉ địa điểm, đúng không? Một cái địa điểm ở đấy, một cái location cụ thể. Rồi, phải hơi khó nhỉ, đúng không? Rồi, ở đây mình có từ sit. The man is sitting at the table. Đúng không? Đó ngồi đó bàn này. Đúng không? Quá dễ đúng không? Từ sit, đúng không? Quá là gì ạ? Nhưng mà... đúng không? Đâu sitting có ngồi trên bàn đâu ạ? Hả? Không, không phải ngồi trên bàn nhá. Sitting at the table. Tức là ngồi gì ạ? Ở vị trí của bàn này. Đúng không? Ở đây cái bàn là một địa điểm rồi. Cái này mà các bạn xem phim nhiều hoặc là xem những cái kiểu... có thể là phim đâu, những cái đoạn hội thoại bình thường không? Các bạn sẽ là nhớ từ này dài lắm. Đấy, sit at the table. Rồi. Rồi, cái cuối dành về nhà nhé. Đúng không ạ? Nên là gì ạ? Đơn giản thôi. Và phần này này, phần này là phần là have has. Have and has. Have and has. Rồi. Ở đây mình có những từ mà nó thú vị một chút. Đấy, spectators. Đấy, cyclists. Rồi. The race. Rồi, have a has, đúng không nhỉ? Thì là gì ạ? Hiện tại hoàn thành. Và khi hoàn tại hoàn thành thì các bạn gì ạ? Các bạn đã thấy là gì ạ? Ví dụ ở đây mình làm cho bạn, mình sẽ gợi ý bạn tí nhé. Ví dụ bạn thấy bên đường có rất nhiều người đúng không? Đó, thế bạn thấy là gì? Người ta đã có hành động rồi. Hành động của ta là tụ tập hai bên đường. Đúng nhỉ? Người ta tụ tập từ trước đó rồi và bây giờ người ta vẫn đứng ở đó. Đúng nhỉ? Đấy, đúng bản chất của thì gì ạ? Hiện tại hoàn thành luôn. Đấy, đã làm một việc gì đấy, đã tập trung rồi, ở đó rồi đúng không? Và bây giờ người ta đúng không? They are still standing there. Đúng không? Chẳng qua ở đây mình không dùng hiện tại là tiếp diễn thôi. Mình chuyển sang hiện tại. Hiện tại hoàn thành. Thì là gì ạ? Ở đây các bạn sẽ cho mình cái từ nào? Ví dụ từ tập trung hoặc từ đứng bên đường chẳng đi. Đúng không? Thì người ta làm sao ạ? Have gì on both sides of the street. Cái này ai tìm được rồi này? Đấy, dùng mọi thủ đoạn gian trá trên đời nhé. Tìm ra cái này. Đúng không? Ok. Đấy, câu thứ hai là one cyclist has in the first place. Đúng không? Các bạn thấy the first place. Đúng không? The first place thì nghĩa là gì này? Và one cyclist. Đúng không? Thì là ví dụ ở đây là khi mà người ta dùng là one cyclist thì các bạn tập trung vào ai? Đúng không? Có phải là một đám đông không? Hay là một người nhất định? Và phía dưới. Đúng không? All the cyclists have the race. Have just won. Quý bảo gì cơ? Have just won. Ý em là vừa mới thắng đấy. Cái nào em, câu mấy? Câu 2 ạ. Hoặc là em bảo là nào, have hay là has? Has. Rồi, one cyclist has just won á. Thật không? Cái từ đấy không phải là won nhá. Đọc là won là hôm sau đi thi là coi như là chật lất đấy. Đọc là gì ạ? Nó bằng từ này này. One. Nhá, yeah, đừng nói là won nhá. One. Là one, là one, one. Đúng không? Số 1 đấy. Thế đó. Đấy, nó won, won này. Đơn giản. One. Câu 2 là finish the campaign. Câu 2 là gì em? Sao? Là gì? Finished. Rồi, finished. Đúng không? Đừng nói là finished nhá. Finished. Cái từ đằng sau, tờ đằng sau. Rồi, em là bóng là bạn là finished. Đúng không? Rồi,
finished. Đấy, won and finished. Rồi, bây giờ theo các bạn thì từ finished nó đúng hơn hay từ won đúng hơn? Finish. Rồi. Đúng không? Tại vì đây mình có cái cụm đằng sau là cụm in, đúng không? The first place. Đây. Rồi, nếu mà dùng là won đúng không? Thì là gì ạ? Ở đây có cơ sở nhá. Won thì anh ta làm sao anh ta bảo vào mà anh ta về trước đấy đúng không? Nhưng won thì là gì? One cyclist has won the race. Won the race, không có the first place nữa. Won the race. Đã won rồi thì không có first place nữa, mà là first place thì không phải là won. Đúng không? Rồi, has finished. Won has finished. It has finished. Lê Sang, okay, good job. Rồi, and nào, vẫn chưa tìm ra được cái từ cái đầu tiên là spectators have gì ạ? Cheered. Cheered. Cheered? Cổ vũ vậy ạ? Ok, đúng rồi, là một cơ sở. Nào, sức lực bảo là the stand à? Vâng. Wow. Stand là dạng hiện tại em nhá, em phải dùng cái dạng verb 3 nói. Đây. Quên mất verb 3 rồi. Bây giờ các bạn có thể lên App Store tải app này về này. Để tra này. Có thể gọi là Color Verbs. Lên App Store hoặc lên App Play tải Color Verbs về và các bạn cứ vào đấy tra từ thôi. Bất cứ các bạn từ nào các bạn tra động từ vào, từ nào động từ ấy mà tra vào đấy thì các bạn sẽ có những dạng của nó hết nhá. Chỉ cần là móc app ra tra, tra gì cả. Câu 1 là stand đúng không? Stand. Đáp án phải đúng không? Stand thì cái dạng của gì gọi là stand đúng không? Thì nếu mà chuyển sang là stood đúng không ạ? Stood on both sides of the street. Rồi, những thầy mong đợi một từ nào nó khó hơn một chút và nó hay hơn một tí. Còn từ stood thì nghe nó cũng không hẳn là chuẩn chỉnh nhất trong trong cái trường hợp này. Đấy, mình có từ nào mà nó kiểu nó hay không? Đấy, nó đòi hỏi là khả năng gì ạ? Tìm từ đúng không? Cái vốn từ nó tốt chứ. Rồi, thời gian thì có hạn nên là mình sẽ cho các bạn cái từ này nhé. Trong từ gathered. The gathered. Đó, kể đây nếu các bạn dùng từ stood là nó làm sao ạ? Nó là đứng. Nhưng mà nếu mà nhiều người thế này thì các bạn dùng từ gather là từ tập hợp hai bên đường, đúng không? Tại vì làm sao ạ? Người ta sẽ đi theo các bạn bè, đúng không? Đi theo cái nhóm kiểu như vậy. Cái gather hai bên để làm sao nó cổ vũ cho cái tay đua. Thì từ gather đây là cái từ mà nó chuẩn hơn cái từ stood. Rồi, ok. Nào, what do we have next? Bây giờ sang tập vật này. Tập vật thì ta có 3 ngữ pháp như sau. Đấy là be cộng với verb P3 hồi nãy cũng tương tự thế, be cộng giới từ và cấu trúc mà there và be. Đấy, vậy là đáp án của đáp án đúng của hình tạp vật nó sẽ có dạng cấu trúc như sau. Đấy. Rồi, giờ be cộng verb 3 đúng không? Verb 3 nghe quen quen nhỉ, nhưng mà nghe cũng chưa tưởng tượng ra được. Rồi đây nhá, nhưng mà bức tranh này các bạn sẽ thấy là gì ạ? Đây, nó có những cái này. Đó, verb 3 như thế nào và there are, there is như thế nào. Rồi, bây giờ verb 3 đầu tiên nhé. Verb 3 thì các bạn sẽ thấy bức tranh này mình cho các bạn cái từ là cái câu là gì? Là computer screen đúng không? Đấy, the computer screen has been placed on the table. Rồi, đây mình có từ, cái cụm từ ở đây là từ gì ạ? Là be này cộng với từ gì ạ? Là placed. Đúng không? Be cộng placed là gì ạ? Thành has been placed on the table. Cái màn hình là gì ạ? Vi tính thì đã được đặt. Đấy, ở trên bàn. Right. Rồi, ở trên bàn ngay cạnh cái màn hình vi tính thì có cái đèn gì ở đèn bàn đấy. Thì mình sẽ có cái từ là the lamp. And the lamp has been turned on. Ở đây có cái cụm là gì ạ? Cụm là turn on, các bạn cần chú ý này. Vì cái cụm này, cụm từ turn on này nhé, nó có trong hình ảnh nhiều này, và có trong phần thi ngữ pháp cũng khá là nhiều đấy. Đó, mình nhớ là mình đã bắt gặp cái từ cụm turn on ở trong cái bài thi cái thứ ít nhất là khoảng độ 3-4 lần gì đấy. Right. Rồi, ở đây be cộng giới từ và there cộng be. Đấy, thì ở đây rõ ràng nhất là các bạn sẽ thấy là có hai cái trục there are này. Đó, there are này. And yeah, be cộng giới từ là is cộng với next to. Đấy, câu 2 mình có là the waste basket is next to the chair.
Đấy, there are books on the shelf. Rồi. Cái nữa là gì ạ? Cái nữa là một câu ở phía dưới thì nó không thuộc vào cấu trúc là giới từ gì, nhưng mà nó cũng có cái à, có đấy. Đây này. The clock is hanged on the wall. Well, it's on the wall. Nếu bạn nói là the clock is on the wall vẫn đúng, nhưng mà đây cụ thể hơn người ta nói là gì? The clock is hanged on the wall. The chair hanged on the wall, trên tường. Em phải để ý thực sự nhá. Rồi, nào bây giờ đến cái phần mà ta sẽ cùng nhau xử lý phần này là đây các bạn sẽ thấy là gì ạ? Ở đây part 5. Part 5. Rồi. Nào, ở part 5 này thì mình quyết định là mình sẽ cho các bạn xem cái đề ở đây. Đề thì là à không, hôm trước là mình đã hôm trước là mình đã sao tập cho các bạn cái phần reading chưa nhỉ? Vẫn chưa nhỉ? Đúng không? Chưa. Ok, bài reading rồi chưa ra, đúng không? Ok. Rồi, vậy ta sẽ dùng ta sẽ xem dạng bài 5 của anh nhá. Đây. Đấy, xem part 5 thì nó sẽ có cái dạng như thế nào. Here we go. Đấy. Reading test part 5. So, ở đây các bạn sẽ thấy cái đề của chúng ta đó là a word or phrase is missing in each of the sentences below. Four answer choices are given below each sentence. Select the best answer to complete the sentence, then mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. Thực ra là như vậy thôi, căn bản các bạn cứ tìm ra đáp án chính xác nhất trong bốn cái này và điền vào cái chỗ trống thôi. Không có gì là phức tạp cả. Vấn đề ở đây đó là gì? Phần này là phần mà các bạn sẽ làm về cái phần biến thể từ vựng. Biến thể từ vựng nghĩa là sao? Nghĩa là các bạn sẽ cần phải cân nhắc một đáp án này trong một đáp án này ấy, là các dạng khác nhau đó của cùng một từ vựng gốc. Đấy, một gốc. Bây giờ, ví dụ ở đây các bạn thấy là câu 101 nhá. Là đây ABCD này. Cái phản xạ đầu tiên mà khi các bạn làm một bài mà biến thể từ vựng ấy, các bạn hãy nhìn đáp án trước. Đúng không? Look at the answers first. Yeah, look at the options first. Bạn nhìn xem câu A là publication, B publishers, C published, and D is publishing. Rồi, thì đây là dạng danh từ này, đúng không? Cũng ở phía này publisher cũng là dạng danh từ này. Đấy, publish đúng không? Là động từ và is publishing là dạng gì? Tiếp diễn đúng không? Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của ta là ta sẽ nhìn vào chỗ trống này. Đấy, ta nhìn hai đầu của chỗ trống này nhé. Đấy, hai đầu. Ví dụ đầu thứ nhất này là is a new trade. Từ trade là từ dạng từ gì này? Và for, thì for là dạng từ gì này? Để ta xem là ở phía dưới hai cái từ này, đúng không? Thì ta cần phải điền từ vựng gì, dạng từ vựng gì, nó là tính từ hay là danh từ hay là gì ạ? Hay là trạng từ kiểu gì đấy để làm sao được một đáp án cho chính xác về mặt từ vựng, về mặt diện thì nữa. Đấy. Là một cái như thế. Rồi. Đây là cái dạng đề nhá. Cái hai các bạn thấy từ cái từ attends, đúng không? Attended, will attend and attend. Rồi. Bây giờ câu hỏi là đúng không? Câu hỏi là làm thế nào ta dựa vào nguồn nào để ta biết các dạng từ vựng khác nhau? Một từ. Có bạn nào biết không? Có bạn nào cách nào để là ví dụ khi mà ta có động từ thì ta biết là dạng danh từ nó là gì không? Có trang nào để tra không, hay là ví dụ có sách nào để ta tham khảo không? Có. Ok, nào. Nếu mà không có nhá, thầy sẽ share cho bạn trang này. Share trang này là đảm bảo là bách chiến bách thắng luôn. Rồi. Đây, trang rất là xịn sò. Đấy. Cho các bạn cả cái đây luôn. Rồi. Cái điểm Longman. Trang này chắc là một số bạn cũng vào rồi. Khi vào tuyển Longman thì các bạn tra bất cứ một từ nào à, các bạn sẽ thấy là gì người ta này cho bạn cái word family này, đúng không? Đó.
như vậy là noun là cái gì rồi, ví dụ the family thì noun là familiarity, đúng không ạ? Rồi à, mình có những từ mà đây mà từ vẫn rất là gì ạ, lạ luôn đúng không? Đây familiar, unfamiliar, familial, familiarize, familiarly. Rồi đó thì thực ra có một cái lưu ý nhé, là trong những cái từ này ấy, thì những từ người ta thường ra nhất ấy, thực ra là những từ như unfamiliar này hay là familiar hay là family thôi, còn những từ mà nó các bạn thấy dài và khó kiểu này đúng không nhỉ, đấy rồi kiểu này đấy, thì người ta trong bài thi TOEIC là ít ra lắm đấy, ít ra đó. Nhưng mà đương nhiên là gì mình phải biết từ đúng không, đấy cứ tra nhé, cứ tra bất cứ từ nào trong cái diện ô tìm kiếm là các bạn thấy là gì ạ, cái từ vựng của nó sẽ ra ở đây hết. Ở trang này thì nó có khá hơn nhiều so với là gì ạ, những trang như là Cambridge hay là Oxford, tại vì những trang đấy thì đôi khi nó có nhưng đôi khi không, lưu vào nhá, bốc mã vào nhá, không sao tra gì ạ, tra từ một cái là vèo đúng không, cái phần mà phần biến thử từ vựng là gì ạ, ngon lành. Rồi tiếp nào, đó thì đây là cái phần lý thuyết nhé, ở trong cái hôm nay là ta làm quen với hai cái dạng đầu tiên. Đấy, part 1 and part 5. Rồi trọng tâm mình muốn các bạn nắm được, thứ nhất đó là cái bản chất của cái phần bài đấy, thứ hai là cái gì, các bước làm bài. Tí nữa cái phần slide này mình muốn là các bạn về nhà các bạn sẽ đọc cho kỹ hơn tí nữa. Rồi nè, ta sẽ chuyển sang cái phần bài hôm trước. Đó, hôm trước rồi bây giờ mình muốn các bạn sẽ nghỉ trong vòng nghỉ slide nhá, khoảng 2 phút 2 minutes để mà dừng màn hình điện thoại ra một tí cho đỡ mỏi mắt. Ta sẽ quay lại sau 2 phút nữa nhé. Ok. Ok, mình quay lại nào. Let's get back to work. Get back to work. And lần này đầu tiên, tôi sẽ có phần là phần language building. Trong đó các bạn sẽ
nhắc lại và mình sẽ chỉnh âm cho một số bạn này. Ta sẽ làm sao đó để các bạn có thể luyện âm bằng nghe một cách chính xác nhất có thể nhé. Rồi, nhiệm vụ của bạn đây đơn giản là gì ạ? Mình muốn các bạn là đầu tiên là cái file nghe thì bạn sẽ nghe ở nhà nhé. Mình đã được file nghe rồi. Trên lớp thì mình sẽ hạ trên bản file nghe và mình sẽ nhắc, mình sẽ đọc trước để các bạn có thể đọc. Ok, let's go. Nào, đầu tiên thầy sẽ đọc nhé và các bạn sẽ theo thầy này. Rồi, ngay sau khi mà thầy đọc xong phần này nhé, thì bạn sẽ đọc luôn. Ok không ạ? Nào, go on. Number one, be looking at merchandise on display. Nghe kỹ này, nghe kỹ động từ và nghe kỹ cái cách mà thầy nhấn âm một thứ nhé. Be looking at merchandise. Merchandise on display. On display. Nghe được chưa? All right, now. Đấy, bây giờ mình mời nhá. Đầu tiên mời Thế Đạt nào. Thế Đạt nào, be looking at merchandise. Be looking at merch. Từ giữa là gì thầy nhá? Merchandise. Merch. Be looking at merchandise on display. Nào, chậm thế à? Merchandise. Merchandise. Okay. Dies on display. Mà on display nhá. Display. Disney. Rồi, kéo ra từ ra. Không có khi đọc từ và kéo ra từ ra. And number two, mời Thu Giang nhá. Nào, be looking in a drawer. Drawer. Dạ nghe được chưa? Dạ rồi ạ. Ok nào, lại đi em. Be looking in a drawer. Ok, be looking in a drawer. Ok, good job. And Nguyễn Hạnh nào. Rồi, cái phần be looking at the window ta bỏ qua nhé, tại vì từ phần đấy không có từ khó. Ok. Now, be examining some papers. Be examining some papers. Be examining some papers. Rồi, good job. And I want Hương. Các bạn Hương ở đây không có họ hàng gì, thì bạn Hương ở đây có Hương rồi. Okay. Be facing some equipment. Be facing some equipment. Okay, good job. Be gazing out at the scenery. Mời Hiền nào. Be gazing out at the... Từ cuối là gì thầy? Scenery. Rồi, em đọc là scenery thôi thì đâu. Scenery. Be gazing out, gazing out at the scenery. Cái hành động mà gaze out cái gì đấy đúng không ạ? Các bạn nhìn làm sao? Nhìn là kiểu xa xăm đúng không ạ? Ngắm cảnh, kiểu nhìn chăm chăm vào cảnh á. Gaze là như vậy. Nhìn xa ra. Đúng không? Gaze. Nhìn xa ra kiểu người ta. Các bạn có biết cái kiểu chụp ảnh không? Chụp ảnh kiểu các bạn nhìn mắt nhìn vào kiểu diễn ấy. Đúng không? Kiểu nhìn cái kiểu sâu deep các thứ ấy. Đó là gaze out như vậy đấy. Đó. Đúng không? Nhìn sâu deep là gaze out. Nhớ là thấy cho nó đấy. Điện sâu deep bằng gaze out. Đó. Cho dễ nhớ. Rồi. Nào, ở đây mình có từ việc khác tiếp nhé, là bên bên food nè, chúng ta chuyển food nè. Rồi, be chopping up some vegetables. Đấy, be chopping up some vegetables. Phương, hello Phương. Be chopping up some vegetables. Rồi, cái từ ở đây chopping up đơn giản là nhưng mà veg. Vegetables. Từ mà người Việt mình thường hay áp giác dối phát âm. Bây giờ từ veg đúng không nhỉ? Từ các âm ja. Đó là cái từ nó khó nói. Ngay sau đây chữ tờ đúng không nhỉ? Là vegetable thì nó lại hơi ngéo miệng tí. Vegetables. Vegetables. Rồi. Okay. And Thùy Trang. Where are you, Thùy Trang? Chắc nghe được thấy không? Có ạ. Ok. Now, be shopping for groceries. Be shopping for
Grocery. Okay, groceries. 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 Grocery. Rồi, những từ groceries mình nói cho nó chậm lại nhé, phải chắc nhé. Be shopping. Shopping for groceries. And now, okay. Now, Ngọc Quý, be eating inside a restaurant. Be eating inside a restaurant. Nào mình tính nhá, be eating inside a restaurant. Be eating inside a restaurant. Ok, cái từ restaurant nó bạn để ý này đúng không ạ? Đấy, đừng đọc là restaurant. Thực ra một số quốc gia nó sẽ có chấp nhận từ restaurant, nhưng mà Anh Mỹ người ta sẽ dùng là gì ạ? Restaurant. Anh là restaurant. Đấy. Restaurant. Không phải restaurant nhá, nào nghe kia này, restaurant. 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 Thế thôi. Ok. Ở đây có một từ nào có khó không nhỉ? Ta tập trung những cái khó trước. Ok. Nào. Mời Lê Sang. À không. Mời Thanh Thủy nào. Thanh Thủy nhé. Nghe cái này. Be pouring water into a glass. Be pouring water into a glass. Yeah, be pouring. Nhớ cái từ pour nhé. Like pour water into, đúng không? Rót nước ra. Ra đâu? Đấy, nước ra đâu này? Thắm nào. Be packing some food into the plastic container. Be packing some food into the plastic container. Okay, plastic. Đúng không? Plastic nha. Plastic container. Rồi. Đúng không ạ? Như vậy các bạn để ý là gì ạ? Khi mà cái giọng của ta được cải thiện, đương nhiên là phần nghe của ta sẽ dễ dàng rất là nhiều. Rồi. Bây giờ, cái phần mà mình sẽ đi vào tiếp này, đó là phần nghe các bạn ạ. Đấy. Nghe ở dưới này. An actual test. Đấy. Ở phần actual test này thì mình mong muốn là các bạn sẽ áp dụng kỹ thuật hồi nãy thử nhé. Thì tao thử nghe xem thế nào. Ví dụ các bạn sẽ là khi mà vào phòng thi đúng không? Các bạn cũng không có nhiều thời gian để bạn nhìn được hình đâu, nhưng mà các bạn sẽ có tầm vào khoảng bao nhiêu ạ? Là 5 6 10 giây gì đấy. Và các bạn sẽ có phần bài nhìn vào hình ảnh này. Đúng không? Khi mà phát đề xong, phòng thi phát đề xong ấy thì là sẽ có cái phần mà ta có thể xem đề. Đấy, ta mở đề ta xem trước. Ở đây các bạn thấy là gì? Six picture này làm sao? Người ta đều có người trong đấy nhá. Nhưng không có nghĩa là có người thì những bức này lại là không tả vật nhá. Để kỹ nhá. Ví dụ có thể bức này là gì ạ? Bức số 6 này là người ta có thể là tả vật này. Ở thì xung quanh là ra bạn thấy là một người đứng đây đúng không? Nhưng đôi khi người ta không tả người đâu. Tai quá đúng không? Cái nó khắm ở chỗ đấy. Đấy, tả người quá dễ rồi. Bây giờ không tả người tả vật đấy. Mà sai. Tương tự ở đây chẳng hạn đi, các bạn thấy ghế, bàn, thứ tủ, tiếng thứ đúng không? Đấy, đôi khi là tả tủ lên thì chả tả người đâu. Đó. Trừ phi những bức thế này này, bức nhiều người này này. Đấy, thì đương nhiên là nó tả người. À, rồi, thử. Nào, thử nghe nhá. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái vở cho mình và các bạn sẽ đầu tiên này, mình muốn các bạn liệt kê cho mình hai cái. Thứ nhất là những từ vựng các bạn nghe được này. Thứ hai là cái thì của từ đấy nhá, thì của câu đấy. Xem là nó là thì tại tiếp diễn, là thì dạy hiện tại hoàn thành. Đó. Hay là cái cấu trúc như là there are the gì đấy, đúng không? Để tả vật. Thì đấy các bạn sẽ cần xác định đấy. Rồi. Nào, khi đã làm nếu bạn đã sẵn sàng rồi ta sẽ bắt đầu nghe. Now, actual test now. Number one. Look at the picture marked number one in your test book. A. The men are putting on headphones. B. The men are getting up from their chairs. C. The men are looking at a computer screen. D. The men are moving some furniture. Number two. Look at the picture marked number two in your test book. A.
A woman is typing on a keyboard. B. A woman is pointing to a document. C. A woman is closing a binder. D. A woman is drawing in a notebook. Go on to the next page. Number three. Look at the picture marked number three in your test book. A. People are shopping in a grocery store. B. People are seated at tables. C. People are watching a performance. D. People are walking on a crowded street. Number four. Look at the picture marked number four in your test book. A. She's stacking chairs near the door. B. She's operating a machine. C. She's entering an office. D. She's placing files in a cabinet. Number five. Look at the picture marked number five in your test book. A. Some men are packing their suitcases. B. Some men are touring a factory. C. Some men are waiting near a vehicle. D. Some men are storing luggage above their seats. Number six. Look at the picture marked number six in your test book. A. Shelves have been stocked with books. B. Boxes are being set on the floor. C. A woman is stepping onto a ladder. D. A woman is posting a sign. Ok, dễ không? Nhanh cháo nhỉ? Nào, các bạn nào đã chọn được hết đáp án chưa? Tớ đoán thôi đúng không? Không sao cả, tớ đoán thôi. Đằng nào cũng sẽ có những câu mà mình nghe chưa được. Rồi, nào, ta sử nghe để ta xác định dạng đề nhá, ta xác định đáp án là nó sẽ như thế nào, đúng không? Đây là lúc kiểm chứng xem là những cái mà phương thức của cái bước làm hồi nãy đúng không? Nó đúng không? Rồi, ta kiểm chứng xem. Đầu tiên, nào, nào, ta nghe nhá, ta sử xem nó là đáp án là cái gì. Đây. Number one, look at the picture marked number one in your test book. A. The men are putting on headphones. Nào, các bạn nghe được gì ạ? Đầu tiên là chủ ngữ dễ nhất là gì ạ? The man. Rồi, the man. Xong, có ai nghe được động từ là gì không? Cái thì đấy là thì gì nhỉ? Đầu tiên thì là thì gì? Hiện tại tiếp diễn, động từ là putting. Tốt, putting gì? Đằng sau, putting on cái gì nhỉ? Hit gì đấy, em không nghe được. Ok. Phone. Hả? Putting on his phone. Phone nghĩa là gì? Điện thoại à? À, điện thoại thật không? Nào, thử nghe thì không phải điện thoại nhá. Rồi, bạn bảo là điện thoại đúng không? Thế để nghe xem điện thoại không? In your test book. A. The men are putting on headphones. Điện thoại không? Nghe giống điện thoại không? Đúng, hình như là đúng hay sao ạ? Đúng á, thật không? Phone cái gì đấy? Phone à? Đúng rồi, em is putting on his phone. His phone à? Tức là em nghe được từ his phone à? Headphone nhé. Cái tai nghe. Tai nghe. His phone à? Hay là gì? Tức nghĩa là the man là hai người đúng không? Thì đương nhiên là không phải là his phone rồi đúng không? Tức là his được. Không phải là gì ạ? Headphone ạ. Phone, chính xác. Rồi, nghe thử. Đừng nghe nhầm nhá. Đúng không? Nghe xong một suy luận. Đúng không? The man là gì? Hai người mà his phone là chất đúng không? Rồi. Cái đó thứ hai là gì ạ? E. The men are getting up from their chairs. Phải dễ hơn này. Getting up. Rồi, tốt, cái tình ngắp gì nữa? Chưa nghe nó. Men are getting up from their chairs. From their chairs. Thấy không? Người thầy bảo là gì? Nhìn những cái hiển nhiên đấy, đúng không? Thế đây chỉ có một người ngồi đúng không nhỉ? Đương nhiên đâu, không phải đâu. C. The men are looking at a computer screen. D. Nào.
Looking computer. The man is looking at the computer screen. The man is, thật không? Kiểu gì mà the man is được nào? Cái này. Headphones. B. The men are getting up from their chairs. C. The men are looking at a computer screen. Wow. The men are. Wow. The men are. Are looking at the computer screen. Rồi. Wow. The men are looking at the computer screen. Nào, các bạn thì đúng sao đây? Câu này đúng sao? Đúng ạ. Đúng ạ. Rồi, đúng không? Tắt cái giò thôi, tắt cái đáp án thôi, đúng không ạ? Tức là lấy bút chì cái giò, đúng không? Đáp án này mà các bạn thấy là ưng rồi, đúng không? Ta cứ đánh một chút nhẹ nhẹ vào đấy đã. Đó, không sao cả. Đây ta đi xuống tiếp cho chắc ăn nhé. D. The men are moving some furniture. Wow. Đây cái từ là đằng sau từ gì nhất ạ? Đằng sau cùng có từ gì ạ? Ai nghe được? Furniture. Okay, the men are moving what? The furniture and furniture. Xong. Nào, vậy đáp án đúng theo các bạn thì nó có cái dạng gì đấy? Câu này đương nhiên là cả bốn câu đều dạng gì ạ? Thì gì đấy? À, tiếp diễn ạ. Rồi đúng không? Nên là ở đây ta không có manh mối nào về cái thì của cái động từ đâu đúng không? Cái nó chả có gì để là dựa vào cả. Đơn giản ở đây các bạn phải dựa vào từ vựng rồi. Đúng không? Đấy. Nhưng mà tất nhiên là gì ạ? Có những cái phần picture mà nó sẽ có cái đáp án như vậy. Nào, number 2. Number 2. Look at the picture mark number 2 in your test book. A. A woman is typing on a keyboard. B. A woman is... Nào, a woman? Làm sao? Is typing on the keyboard. Typing on the keyboard. Này không làm khó bạn đâu đúng không? Keyboard hồi nãy, typing hồi nãy ta nói mở mồm rồi. Is pointing to a document. C. No. Look at the picture mark number 2 in your test book. A. A woman is typing on a keyboard. B. A woman is pointing to a document. So? Number 2. A woman is pointing to the document. Oh, nghe từ document là từ nghe từ pointing the document là nghe khá này. Rồi. A woman is typing on a keyboard. B. A woman is pointing to a document. Nhớ cái các bạn để ký động từ của nó nhá. Ở đây là gì? Nó bảo là pointing to a document. Pointing to nhé, chỉ vào một cái gì ạ? Rồi. Các bạn thấy cái này đúng hay sai nhỉ? Đúng ạ, pointing mà, chỉ vào mà. Chỉ vào, and pointing to a document. Wow. Như vậy là lúc khi là gì ạ? Ta mà làm test quen rồi đúng không? Ta là gì ạ? Ta sẽ đi luôn cái phần này luôn. Để ta nhìn vào gì ạ? Phần cái đây gì ạ? Cái picture tiếp theo đây. Đúng không? Ta không cần phải nghe những cái đằng sau nữa. Ta tận dụng luôn thời gian của hai câu sau đúng không? Mấy chục giây đấy nhá, đùa đúng không ạ? Gì ạ? Khi mà đã lão làng rồi là ta sẽ chuyển xuống bước thứ ba luôn này. Và khi đến bước thứ ba thì ta xác định luôn, ok như vậy đây đương nhiên nói về cái gì ạ? People rồi, đúng không? Và đúng người này cơ mà. Bây giờ ta đầu tiên là xác định gì ạ? Đây là nhiều người nhá, nhiều người. Đầu tiên xác định nhiều người trước này. Đó, rồi thứ ba này. C. Go on to the next page. Number 3. Look at the picture mark number 3 in your test book. A. People are shopping in a grocery store. B. People are seated. Rồi, nghe lại câu 1 đầu tiên. Book. A. People are shopping in a grocery store. Đầu tiên mình nghe từ gì ạ? Đơn giản nhất là từ chủ ngữ nó là gì ạ? Shopping. Không, chủ ngữ cơ mà. People. Khác. Rồi, gì nữa? Shopping. Nghe từ shopping rồi. Shopping. Rồi, nghe từ shopping thì các bạn thấy nào rồi ạ? Sai. Rồi, nghe từ shopping là biết có gì sai sai đúng không? Vì không phải ở đây ai cũng là shopping cả, đúng không? Đó, thì đôi khi là gì ạ? Và để an toàn hơn thì nghe đến cuối đúng không ạ? Grocery store là gì ạ? Sai rồi này. And number 2, ta có gì đây? B. People are seated at tables. Nào. People are sitting at the table. Chắc là sitting không? Rồi, tôi nghe từ nghe tức là ở đây không cần quan sát nữa đến cái phần mà động từ nhá. Ta nghe từ table đúng không? Các bạn đều nghe từ table đúng không?
Vâng, đúng rồi. Rồi, chính xác, loại luôn, đúng không? Ngay từ table là loại luôn, chả có gì ở đây cả. Nào. C. People are watching a performance. Rồi. Ở đây từ nào xin các bạn nào bỏ qua hay là chọn nó? Từ nào? Performance. Bỏ qua. Rồi, thế có từ gì nữa không? Watching. Rồi, ở đây có ai watch gì không? Nó là people watching đúng không? Mà đây có phải ai watching gì đúng không? Đấy, manh mối thế là gì ạ? Gạch luôn đúng không? Như vậy bây giờ có cần phải suy đoán cái nào đúng không? Cái nào đúng ạ? Không, không wow. Rồi. Bây giờ thì đấy mà gạch luôn, còn gì nữa. Tao gì ạ? Ta không cần phải nghe gì nữa hết đúng không ạ? Chuyển sang gì ạ? Bước thứ tư. Quang nãy giờ tiết kiệm cho bản thân ít nhất là khoảng 15 giây. Nhìn bước thứ tư xem nó là gì đây. Đó, thì đó là chính là thủ thuật khi làm bài và là kinh nghiệm khi làm. Tất nhiên để như vậy được, để cứng như vậy được ý, thì các bạn phải luyện rất là nhiều. Còn bây giờ để tôi ích thì đương nhiên nó không còn dễ như ngày xưa đâu. Không phải ngồi đó mà cứ setting table các thứ đâu. And number 4 là có gì đây nè? D. People are walking on a crowded street. Rồi, đây là bạn đúng, các bạn nghe được câu gì? People làm sao? Walking. The walking dễ này, nhưng mà từ đằng sau nó là gì? Crowded street. Rồi, nghe cho kỹ những cái từ như crowded đúng không ạ? Đấy, cả người hay có cái từ đấy đấy, cả người hay có cái từ crowded, tại vì nó là những cái tính từ mà miêu tả cái số đông. Nên là đây có bạn Diệu Hương nào à lớp thầy vào sớm. Rồi. Nào. Đấy. Rồi. Ta sẽ chuyển sang cái phần nữa nhá, là phần tactic này. Đấy, những cái gì ạ? Hồi nãy giờ ta đã chữa nhau một số câu rồi, các bạn về nhà các bạn nghe tiếp những phần thế này nhá. Đấy, có thể sẽ làm thêm một cái video hoặc là ví dụ lần sau sẽ chữa thêm với nhau nữa. Rồi, vì ta cũng không có nhiều thời gian để ta đi hết đâu. Nào, đến phần tactic nào. Tactic practice. Now, part one will begin. Number one. Look at the picture marked number one in your test book. A. She's riding a horse along the path. B. She's holding the rope in both hands. C. She's feeding the farm animal. D. She's tying the horse to a tree. Number two. Look at the picture marked number two in your test book. A. She's making hot drinks. B. She's handing out beverages. C. She's buying some refreshments. D. She's drinking a cup of coffee. Number three. Look at the picture marked number three in your test book. A. He's working in a hardware store. B. He's wearing safety gear. C. He's putting down a tool. D. He's purchasing some machinery. Ok, đến đây. Ba bức là tha hồ để ta có thể ngồi đàm đạo với nhau rồi. Alright nào, number one để xem nhé. Number one thôi, đáp án như nào. Number one. Look at the picture marked number one in your test book. A. She's riding a horse along the path. Coi. Chủ ngữ ở đây là gì đã? She. Rồi, tiếp theo. Chủ ngữ là gì? Như vậy là she. Ta xác định là bốn câu tiếp theo vẫn là she thôi. Đúng không ạ? Nào, như vậy là she làm gì đấy? She, tiếp theo she làm gì đấy? He, đây là thì gì? Riding a horse. Rồi, riding a horse. Nhưng mà sao là gì ạ? Mà nghe đến riding a horse các bạn là gì ạ? Có hình dung ra được là gì ạ? Là cái này sai đúng chưa? Sai rồi ạ. Rồi. Riding a horse đúng không ạ? Cưỡi ngựa thì đương nhiên không phải rồi này. Riding a horse. Riding a horse. Okay. B. She's holding the rope in both hands. She? She holding a rope in both hands. Holding a rope in both hands. Rồi, bây giờ thầy sẽ hỏi và thử bất kỳ nhé. Nào. Rồi, bây giờ thầy mời nào. Ok,
Ok, bạn Tiến Đạt nào, Xuân Tiến Đạt nào. Bật mic em ơi, bật mic, bật mic. Bật mic, chưa bật mic ấy. Ủa, bên Tiến Đạt mic làm sao đấy? Hỏng à? Không nói được á. Đó là mic hỏng. Ok, không sao được rồi. Nào, em có thể một em có thể gõ ra nhá. À hơi khó nói COVID. Ô, COVID à? COVID trong nghỉ ngơi đã rồi. 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 Tiến Đạt hôm bạn sau Đạt là bạn ấy xin ở bóc chat là bạn ấy bị COVID nên là hôm nay xin được tắt mic ấy à? Ờ không không, thầy thấy rồi mà. Rồi, nào kêu anh nào, mời kêu anh nào. Anh nghe được chưa? Rồi ạ. Rồi, em nghe được gì? Nghe được cái holding gì á. Rồi, thầy cho nghe lại đi nhá. She's holding the rope in both hands. C. Nào, she làm gì ạ? The holding. Rồi, holding nhưng mà là sao là gì nữa? Rồi. The rope. Em có ghi lại cái từ gì, từ vựng gì trong 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 vở không? Có. Rồi, ghi từ gì? Hay là mới chỉ được cái the rope thôi? Mới từ đấy ạ. Rồi, ok. Các bạn nên luyện ghi cái khả năng để mình ghi chép lại nhé. Mình ghi chép lại thế này, chép lại thì không phải là ghi chép lại tàu cả câu đâu, mà các bạn sẽ ghi những từ nào ấy mà gì ạ? Ví dụ động từ này đúng không? Và phần tân ngữ đằng sau ấy. Đó, để làm sao ạ? Nó mình ghi đáp án. Ok nào, bạn Thắm nào. She's feeding the farm animal. Thắm nghe chưa? C. She's feeding the farm animal. D. Thắm nghe chưa Thắm? Bật mic lên. Dạ, em thầy có thể bật lại thêm một lần được không ạ? Đây. She's feeding the farm animal. Em không nghe được câu này ạ. Em có đeo tai nghe được không? Em không có. Đôi khi thử ấy nhá, hôm sau kiếm tai nghe nhá. Vì là tai nghe nó sẽ nghe rõ hơn tí. Rồi thế anh thì sao? Dạ. Nào nghe thử nhá. Both hands. C. She's feeding the farm animal. À bật mic lên rồi nào. Là gì? Thầy C feeding gì? Rồi nào, ở đây các bạn nào nghe được cái gì không? Rồi, không sao. Không sao. Các bạn nào nghe được không? She's feeding. Ok, tốt, feeding gì? Okay. Đây, she's feeding nha. Farm animal. She's feeding the farm animal. Có đúng rồi cha, ở đây ấy, đúng không? She's holding the rope in both hands. She's holding the rope. In both, đúng không? Rope ở đây nó phải là gì ạ? Đây, in both hands. She's holding the rope in both hands. So, hai tay, đúng không? Để nắm cái dây thừng. Dựng dây thừng đấy. Ok, nào, phần tactics. Nào, number two nào. Number two, đang nghe lại number two nào. D. She's tying the horse to a tree. Number two. Look at the picture marked number two in your test book. A. She's making hot drinks. B. Now, A, she's... Cái này rõ là dễ mà. Making hot drinks. Making what? She's making hot drinks. Making hot drinks. Right.
Making hot drinks. Cứ nhầm nhầm đầu miệng nhé. Câu nào mà thầy viết ra các bạn cứ nhầm đầu miệng vào để nó quen dần với từ vựng đi. She's handing out beverages. She? Handing out beverage. Nào, vẫn chưa đúng. Một chút nữa thì đúng hẳn. Nào, có ai nghe được cái gì không? Nào, Nguyên Hạnh nào, hay là Lực, ngược nghe được gì không Lực? Em chỉ nghe được đúng cái handing out, còn handing, còn cái đằng sau. Nào, còn cái đằng sau thì rồi, thầy cho em nghe lại vậy ạ? Dạ, bây giờ thầy bảo em nhé. Handing đúng không? Bây giờ handing thì nó em thấy là handing hành động gì đây? Đặt tải hành động gì? Là đặt xuống thì đưa vậy ạ? Nào, thế đặt xuống là đưa. Chắc chắn. Đưa. Cứ đoán cho nó. Ok. Hand, đúng không? Hand out. Out là ra đúng không? Đưa thì để ra này đúng không? Để tay thì nó ra. Đưa. Đúng không? Bây giờ nhớ này, kinh nghiệm nhé, là trong một câu đúng không? Mà tả hành động kiểu này ấy, khi mà em bảo thấy người ta sẽ đưa gì đấy đúng không? Đang đưa này, khả năng 90% nó là đáp án rồi. Đúng không? Tôi em không phải nghe đằng sau em vẫn vào gì ạ? Vẫn nghe được là hand out đúng không? Tức là gì? Khi mà em viết được từ hand out ra giấy ấy, thì cái cơ sở của em để viết đáp án câu này nó sẽ cao hơn. Đúng không? Tại vì cái động từ nhá là rất chính xác và động từ người ta không bao giờ lặp lại đâu. Đúng không? Nên là khả năng gì ạ? Cái từ hand out đây là gì ạ? Nó là chính xác rồi. Đôi khi em chẳng cần phải nghe cái từ beverage đằng sau nữa. Đằng sau là gì? She's handing out beverages. Đúng không? Từ beverage. Đấy, là từ beverage. Đấy, beverages. Đấy, beverages. Okay, nào. Có vẻ như hôm nay là ta sẽ đi hết được phần này đâu các bạn ạ. Vì là thầy có lớp tiếp theo rồi. Thầy cho thầy nợ phần mini test nhé. Đấy, cho thầy nợ phần mini test. Bây giờ là 7:26. À không, nợ gì? Ta vẫn còn thời gian đúng không? Phần 3 phút nữa. Nào, ta sẽ nghe tiếp phần mini test. Số bạn trong lớp kia đang vào đây rồi. Ok, mini test. Nào, mini test này. Now, part 1 will begin. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. A woman is holding some produce. B. A woman is eating some food. C. A woman is paying for groceries. D. A woman is picking fruit. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. He's watering the plant. B. He's sitting in the garden. C. He's harvesting crops. D. He's working outdoors. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. The trays are being washed. B. The worker is reaching into a basket. C. The bread is sitting under the counter. D. The cups are stacked on the coffee machine. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. The man is lifting the equipment. B. The man is assembling the machine. C. The man is working out in a gym. D. The man is relaxing in a chair. Okay, now. Okay, number one, đầu tiên. Number one. Look at the picture marked number one in your test book. A. A woman is holding some produce. Okay. Ở đây cái từ này khá là hay này. Nào, a woman. Gì đó? He's holding some produce. Rồi. Nào, giờ em viết cho thầy cái từ đấy nào. Thu ra nào. Vâng ạ.
Rồi, ok. Nào. Ở đây cái từ produce mà bạn vừa tra vào đây là từ gì đấy? Các bạn biết không? Produce đấy. Sản phẩm á. Sản phẩm không? Xuất lực ở hàng hóa. Hàng hóa gì? Hàng hóa cụ thể hàng hóa gì? Rồi, nó là cụ thể nhá, tại vì the produce đúng không ạ, nghĩa cụ thể đấy. Bình thường chứ ạ, hàng hóa là products được đúng không, products nó cũng là hàng hóa này, goods cũng là hàng hóa này, nên produce nó khác. Bạn thấy cái đồ đồ mà cô đang cầm là gì đấy, cái quả gì đấy đúng không? Sản phẩm mà được trồng trọt. Chính xác, the produce đấy đúng không, là sản phẩm gì trồng trọt. Nó đúng hơn là cái dòng củ quả ấy. Đấy, produce là kiểu nông sản đấy ạ. Yes, đúng rồi, chỉnh chuẩn chuẩn chỉnh đấy, từ đấy từ nông sản. Nào, number two, à không. Nào, như vậy là ở câu 1 đúng chưa? Đúng ạ. Chắc không, được xăm mà. Được xăm số nhiều đúng không? Đi sai à? Vâng, sai đúng. Số nhiều thì sai. Ừ. Sai. Sai à? Okay. Nào, ở đây câu 1 đúng rồi nhá. Từ xăm ở đây không phải số nhiều đâu bạn ạ nhá. Từ xăm ở đây không phải số nhiều đâu. Đấy, từ xăm ở đây người ta đang bảo là cô ấy đang cầm một cái loại quả, loại củ, rau nào đấy. Xăm đây là nào đấy. Đó. Không phải là số nhiều đâu. Nhá. Tại vì là ở đây là người ta không xác định. Ở đây các bạn có xác định được chính xác loại quả gì không? Đúng không? Loại củ gì không? Đúng không? Nó có thể là khoai tây, có thể là mãng cầu gì đấy đúng không? Xăm là gì, là một cái nào đấy, một cái gì đấy, đúng không? Một loại nào đấy. Xăm cho ra có từ như vậy đấy nha. Như vậy là đừng vội nghe xăm mà xong đấy là gạch chéo phát là tông câu này rồi, mất câu rồi đúng không? Trong 91 câu mất câu thì còn 90 câu đúng không? Vẫn chưa được 450 vẫn chưa được cái mức đấy. Rồi nào, rồi đáp án đấy rồi đúng không? Number 2 nào, đây là number 2 nhé. D. A woman is picking fruit. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. He's watering the plant. B. Nào, A. Chủ ngữ là gì? He. Well, he. And ở đây nào. Ok. Nào, ở đây thắm cái nào cũng thắm. Em đây ạ. Thắm nghe được câu này không? Có ạ. Đi đi em. He watering the plant. Watering the plant. Oh, he's watering the plant. So. Nào các bạn cứ viết ra đáp án ở trong cái chat nhé. Để các bạn khác có thể vào xem nhé. Đấy. Type it out in the chat. Type it out. Right here. He's sitting in the garden. C. Nào, ở đây mà Thu Hà, bạn Thu Hà nghe gì không? He's sitting in the garden. Sitting in the garden? He's harvesting crops. D. He's working outdoors. He's harvesting crops. Nào, Ma Liên nào. Ok, đem nghe từ gì? Rồi, Maria chưa nghe được à? Ok, các bạn nào nghe được từ gì ở đây không? Vũ Hà nào, nghe từ gì không em? Nghe lại nhá nào, lại lần nữa nào. B. He's sitting in the garden. C. He's harvesting crops. Hơi khó nhỉ? Từ hơi lạ tai. He? Harvesting the crops. Bạn nào nói vậy? Em ạ, Thu Giang ạ. À, Giang, ok. Rồi, ở đây bạn viết đáp án cho thầy nhé. Ở trong nhất để có sự sai chính tả gì đấy đúng không? Thì ta sẽ sửa lại. Ok, viết rồi trong chat đấy.
Rồi. Cụm mà các bạn là bạn bạn Giang vừa nói là gì? Harvesting, harvesting the crops. Ta biết chưa em? Biết cái đáp án ra đây chưa? Nào, theo bạn đây thì harvesting the crops đây đúng hay sai? Harvesting the nào, crops đây là số nhiều em nhé. Crops. Hoa màu ấy đúng không? Nó phải là như này này, crops. Đó. Là như vậy. Ok nào. Phần mini test các bạn cho thầy lợi nhá. Ok, hôm nay là dừng ở đây và nhiệm vụ cả nhà là gì ạ? Các bạn để vì là cái mục đích là để ta điểm danh cái phần bài tập nên là bạn sẽ comment nhá. Cái phần bài các bạn đã làm lên cái post mà đây, nhưng thầy sẽ gửi qua qua Facebook để các bạn comment vào đấy. Để ta theo dõi tiến độ cho nó tốt. Rồi. Nào. Các bạn nào có hỏi gì không? Trước khi ta kết thúc nào. Được không? Rồi. Hôm nay ta gì ạ? Ta bắt đầu đi vào phần chiến thuật hơn đúng không? Phần cách làm bài này, những cái mẹo, những cái lưu ý này. Nên các bạn là cố gắng nhé. Tất nhiên là gì? Ở đây sẽ có các phần mà recording để các bạn về nhà xem. Nhưng mà tất nhiên là nhớ cái gì hay đấy.